Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn về vấn đề hành chính. Hôm nay một cái video có tên là Điểm dừng của quyết định hành chính. Thưa quý vị và các bạn, thật ra thì về vấn đề khiếu kiện hành chính là một cái vấn đề rất là khó khăn. Và bản thân luật sư cũng phải xem rất là nhiều những cái tình huống pháp lý, những cái văn bản pháp luật chồng chéo với nhau và để đưa ra một cái định hướng tốt nhất cho khách hàng. Thật sự ra là nếu trong video này có một số anh chị em làm cái nghề luật sư thì chắc chắn chúng tôi rất là ngán cái lĩnh vực hành chính. Tuy nhiên, ngán không có nghĩa là không dám nói. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn với một cái đóng hồ sơ như thế này. Và tôi cũng muốn quý vị và các bạn hiểu thêm những cái bạn thân thiết của chương trình Dân ta phải biết luật ta, một cái điểm dừng của quyết định hành chính. Thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện là như thế này quý vị và các bạn ạ. Ông A và B hai bên tranh chấp một cái quyền sử dụng đất liền kề, cái ranh đất liền kề. Và các bạn biết rồi, kể từ thời điểm tranh chấp thì vào khoảng năm 1995, thì khi mà tranh chấp như vậy thì Ủy ban Nhân dân quận huyện đã ban hành cái quyết định buộc ông A phải có nghĩa vụ trả cho ông B một cái phần diện tích là 10 m². Các bạn thấy không? Thực sự ra cái diện tích 10 m² và đi để ban hành được cái quyết định hành chính, A có nghĩa vụ phải trả cho B 10 m². Họ không đồng ý với cái quyết định hành chính này, cho nên ông A đã khiếu nại lên trên cấp tỉnh. Thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng ban hành giữ nguyên cái quyết định hành chính của Ủy ban Nhân dân quận huyện, và vẫn trên tinh thần là buộc ông A phải có nghĩa vụ trả cho ông B 10 m². Cái điều quan trọng là phía bên ông A không khởi kiện ở tòa án, mà cái quận huyện đó đã ban hành cái quyết định cưỡng chế cái quyết định hành chính đã có hiệu lực. Và các bạn biết không, cái quyết định hành chính này nó có từ năm 2013 cho tới nay. Việc đã hoàn tất cái quyết định cưỡng chế, còn không biết lý do tại sao tại thời điểm này cái phía bên B đó lại đi khiếu nại, và Ủy ban Nhân dân quận huyện đó lại tiếp tục đưa ra cái giải quyết. Hôm nay trong video này tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn thế nào là một cái quyết định có hiệu lực pháp luật. Quyết định có hiệu lực pháp luật sẽ không bị khiếu nại. Và trên tay tôi đã là cái quyết định cưỡng chế từ năm 2013 rồi. Mà các bạn biết không, từ năm 2013 với 10 m² đất cho tới thời điểm hôm nay là 2018. Ủy ban Nhân dân quận huyện không hiểu lý do tại sao lại đem những cái vụ kiện ra, lại tiếp tục một cái giải quyết tranh chấp. Và tôi cho rằng mình là góc độ người dân, mình cũng phải biết những cái quy định của pháp luật. Trước đây thì trong trường hợp Ủy ban Nhân dân quận huyện ban hành cái quyết định hành chính, có thể là quyết định giải quyết lần đầu, thì chúng ta được quyền khiếu nại chính cái cấp đó trong thời hạn. Chúng ta thấy ở phía sau đuôi có trong thời hạn là 30 ngày, hoặc là theo mới đây thì theo luật tố tụng hành chính. Và nếu trong trường hợp chúng ta không khiếu nại thì cái quyết định hành chính đó có hiệu lực pháp luật. Còn trong trường hợp chúng ta đi khiếu nại, chúng ta có thể chọn là thẩm quyền bên tòa án hoặc
khiếu nại lên trên con đường hành chính ở Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Và phán quyết của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh là phán quyết cuối cùng. Các bạn ạ, phán quyết của Ủy ban Nhân dân, quyết định hành chính do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành đó là cái quyết định cuối cùng, có hiệu lực pháp luật, các bên phải thực hiện. Và ở đây đã có cái văn bản cưỡng chế một cái quyết định hành chính đã được thực thi trong đời sống từ năm 2013. Không hiểu tại lý do tại sao lại đi đem tranh chấp lại. Tôi đã giúp cái vị khách hàng trong cái việc đưa ra những nhận định về ý kiến quyết định hành chính đã có hiệu lực phải có điểm dừng. Thưa quý vị và các bạn, rất là khó khăn nếu trong trường hợp quý vị và các bạn là những người không phải là người trong cuộc. Tuy nhiên qua cái thông điệp của chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi mạnh dạn gửi đến quý vị và các bạn những cái thông tin và chuyển tải những cái thông tin này đến quý vị và các bạn một cái rất là cơ bản. Chắc chắn là tôi sẽ quay lại vấn đề khiếu kiện hành chính, khiếu kiện quyết định hành chính cho quý vị và các bạn. Sẵn đây thì tôi cũng có một cái số gói khiếu kiện hành chính, nếu quý vị và các bạn nào đó có một cái nhu cầu thì tôi để lại ở phía đường link ở phía dưới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành cùng chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tôi xin nhắc lại quý vị và các bạn nhé, vì cái lượng hồ sơ và cũng sự cảm mến của các anh chị em ở chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tuy nhiên thì để có sức khỏe song hành cùng quý vị và các bạn thì tôi vẫn cho quý vị và các bạn số điện thoại. Tuy nhiên chúng ta nên gọi cho luật sư vào những cái khung giờ từ 8 giờ đến 9 giờ hàng ngày để tránh những trường hợp là đảm bảo sức khỏe. Mình còn đi những cái giai đoạn rất là dài. Nếu quý vị và các bạn thương luật sư thì hãy gọi cho tôi vào cái khung giờ đó. Còn những giờ khác thì nếu như trong trường hợp mình có nhà ý, có khoản phí thì cũng là tốt để tái tạo sức lao động. Cái nguồn thu duy nhất của văn phòng luật sư là tư vấn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.